Về cái sản phẩm giảm cân No Carb Plus thì đây là một cái sự chuyển giao công nghệ từ Hoa Kỳ, và nó sử dụng cái công nghệ là Phase 2, là chuyển giao cái men ức chế cái hấp thu carbon hydrate trong cơ thể, do đó cho nên là nó rất là an toàn. Và đặc biệt là cái công nghệ này là đã được nghiên cứu nhiều năm ở Hoa Kỳ và đã được áp dụng sử dụng cho các cái nước tiên tiến như là Canada, như là Pháp, như là Mỹ. Và hiện nay là đây là một cái sản phẩm duy nhất được lần đầu tiên được chuyển giao công nghệ cho người Việt Nam chúng ta. Và một cái ý nữa là sử dụng cái môi trường là thạch để mà đây là một cái gọi là cái môi trường để mà giữ lại được các cái vi chất từ các cái sản phẩm, từ cái cơ chế ứng dụng cái công nghệ Phase 2, cho nên là cái hiệu quả của nó sẽ rất là tốt.